vị và các bạn, chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục Chuyện lạ quanh ta hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Mướt mồ hôi đêm ngày, anh chàng khiến cả thế giới bất ngờ khi chế tạo siêu xe chỉ với 70 triệu đồng. Đam mê siêu xe là sở thích của rất nhiều người đàn ông, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để sắm những chiếc siêu xe cho riêng mình. Một thợ mộc Indonesia cũng có niềm đam mê về những chiếc xe hơi. Anh ta không có số tiền khổng lồ để thỏa mãn sở thích và người đàn ông đó đã chế tác ra chiếc siêu xe Bugatti Veyron. Anh đã mất khá nhiều thời gian và công sức cho chiếc xe bằng gỗ. Điều này khiến các nhà sản xuất siêu xe ở châu Âu rất ngạc nhiên và đặc biệt anh đã nhận được sự ngưỡng mộ và thích thú từ cộng đồng mạng. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Mướt mồ hôi đêm ngày, anh chàng khiến thế giới bất ngờ khi chế tạo siêu xe chỉ với 70 triệu đồng. Chiếc Bugatti Veyron được làm bằng gỗ với tỷ lệ 1:1 đang gây ngạc nhiên cho các nhà sản xuất siêu xe ở châu Âu. Một thợ mộc Indonesia đã chế tác ra chiếc siêu xe này để thỏa chí ngắm siêu xe. Các bộ phận được chế tạo hết sức tỉ mỉ và chi tiết, bao gồm cả bộ phận kiểm soát động lực, xem, vô lăng, bàn đạp, bộ ly hợp và nội thất của chiếc xe, tất cả theo phỏng theo nguyên mẫu với tỷ lệ 1:1. Đây cũng không phải lần đầu tiên, chiếc siêu xe đầu tiên mà chàng thanh niên này chế tác được làm bằng gỗ. Chàng thanh niên này còn chế tác cả các loại phương tiện khác. Tuy nhiên, chiếc siêu xe Bugatti Veyron này là một sản phẩm phức tạp hơn hết so với những tác phẩm trước đây. Các công đoạn đều được chế tác một cách rất tỉ mỉ. Chiếc xe vừa cơ bản đã hoàn thành xong, còn lại chỉ là việc phun sơn để có thể giống như nguyên mẫu. Chiếc xe được chế tác với giá trị là 40 triệu rupiah, tương đương 3.323 đô, khoảng 70 triệu đồng. Sau khi tác phẩm hoàn thành, một nhà thương mại người Đức đã mua lại với ý định sẽ mua thêm phần động cơ của chính hãng lắp vào phần vỏ xe này. Bỏ 3 tỷ mua siêu xe mới cứng, nhưng bạn bè thường hỏi mượn đi khoe. Hôm sau anh đi sơn lại xe thì chẳng ai hỏi mượn nữa. Anh chàng đã tốn hết hơn 3 tỷ đồng để mua chiếc Maserati, không những đẹp mà còn rất sang trọng. Bạn bè của anh cũng rất thích chiếc xe này, vì thế thường xuyên mượn. Nhìn thấy chiếc xe mới yêu quý của mình luôn bị người khác mượn, anh rất xót. Qua sự tư vấn của cửa hàng ô tô quen thuộc, anh đồng ý phủ một lớp màn bên ngoài cho xe của mình. Lớp màn này khiến chiếc xe trông như xe cũ. Ban đầu anh cũng không muốn phủ, nhưng anh cũng không thích cho bạn bè mượn xe. Có thể làm xước hoặc hư hại bởi bình thường anh rất giữ gìn, nhưng đưa bạn bè thì không chắc họ cẩn thận như thế. Quả nhiên từ lúc anh sửa sang lại chiếc xe, không ai còn muốn mượn xe nữa. Trong chiếc Maserati Ghibli đắt tiền, bị phủ cái vỏ bọc cũ kỹ và xấu xí thế này, chắc hẳn những người yêu thích dòng xe này sẽ cảm thấy khó hiểu và tiếc cho nó. Từ đầu đến đuôi chiếc xe đều bị phủ lớp màng vừa cũ vừa xấu, ai nhìn cũng có cảm giác đó là một chiếc xe bỏ đi. Không biết đi trên đường liệu có bị cảnh sát chặn lại không đây, tuy vậy khi mở xe, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ nét giữa bên trong và bên ngoài xe, quả là khác biệt. Nhiều người không chú ý đến bên trong chiếc xe mà chỉ nhìn ngoài để nhận định và thắc mắc liệu chiếc xe có gặp sự cố hay hỏng hóc trong khi di chuyển hay không. Đây cũng chính là mục đích của anh Trương khi phụ cũ chiếc xe của mình. Chiếc xe Maserati Ghibli này tuy đã sử dụng được nửa năm nhưng nội thất bên trong vẫn còn như mới. Có lẽ không ai chú ý tới sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài của nó. Dàn siêu xe này của Hồ Ngọc Hà có khiến cường đô la phải nể. Chiều 17 tháng 10, chiếc xe sang Hồ Ngọc Hà bị hỏng và dừng giữa đường, đúng giờ tan tầm gây ra ùn tắc giao thông. Chia sẻ về việc này, đại diện nữ ca sĩ cho hay vì đi vội, đi show từ thiện cho đám cưới người khuyết tật ở quận Gò Vấp nên Hà Hồ không ở lại hiện trường. Cô từ đó đã bắt taxi tiếp tục di chuyển, còn người cầm lái là dì ruột của cô, vội chạy vào lề đường để giải quyết sự việc. Được biết, chiếc xe sang bị hỏng của Hồ Ngọc Hà thuộc dòng Range Rover có giá trên dưới 10 tỷ đồng. Chiếc xe này được giọng ca Quảng Bình tậu từ năm 2012. Cô dùng để đi hát và diễn ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần dì ruột là người chở Hồ Ngọc Hà đi hát, nhưng thỉnh thoảng nữ ca sĩ cũng tự cầm lái. Chiếc xe hiện tại được Hà Hồ sử dụng thường xuyên nhất là Maserati Ghibli S Q4 trị giá 7 tỷ đồng, được cô tậu vào đầu tháng 10 năm ngoái. Nữ hoàng giải trí tự tin khoe dáng bên chiếc xe hộp mới cống, bức ảnh do nhà thiết kế Lý Quý Khánh, đàn em thân thiết của Hà Hồ chụp, vì quá sắc nét, bức ảnh từng gây bão dư luận khi bị nghi ngờ, đó là ảnh ghép.
Maserati Ghibli là dòng xe thể thao đậm chất thời trang Ý sang trọng, sử dụng da cao cấp kết hợp với lụa Zegna, Mulberry. Hồ Ngọc Hà thường chở con trai Subel đi chơi, đi học bằng chiếc xế này. Tháng 3 năm 2013, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ từng bị bắt gặp di chuyển bằng chiếc siêu xe Porsche Panamera Turbo màu đen có giá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng cô đã sơn lại chiếc xe từ đen sang trắng. Cách đây vài năm, chiếc xe Porsche Panamera Turbo trắng là phương tiện đi lại chính của Hồ Ngọc Hà. Chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá hơn 6 tỷ đồng từng được Hồ Ngọc Hà lái tới dự một sự kiện vào tháng 4 năm 2013. Khoảng thời gian năm 2011, Hồ Ngọc Hà thường xuyên di chuyển bằng siêu xe Jaguar XJL màu mận chính giá trên 5 tỷ đồng. Đại gia Việt nào có nhiều siêu xe nhất? Đầu tiên là Cường Đô La, tay chơi xe nổi tiếng nhất nhì Việt Nam Cường Đô La tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng bậc nhất tại Pleiku. Không thể nói được đây là hạnh phúc hay bất hạnh với một cậu bé sớm mất cha ngay tuổi 17. Đại gia Quốc Cường là một tay chơi khó ai theo kịp ở phố núi nhỏ bé này. Nhắc đến Cường Đô La thì không thể không nói đến bộ sưu tập siêu xe nhiều đếm không xuể của anh. Trong bộ sưu tập xe của Cường Đô La xuất hiện những cái tên như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider, Audi R8, hai chiếc Bentley, Rolls-Royce Phantom, Porsche, Mini Cooper. Dường như trước bất kỳ sự kiện gì, dù là vui hay buồn, người đàn ông này vẫn không thể từ bỏ niềm đam mê xe cộ như ngấm vào máu của mình. Báo chí nước ngoài từng so sánh Cường Đô La với những tỷ phú dầu mỏ giàu có ở Trung Đông, bởi điểm chung của họ là không tiếc tiền để mang về gara nhiều chiếc xe đắt đỏ. Thậm chí một trang báo của nước ngoài đăng lại bộ sưu tập xe sang của Quốc Cường và còn so sánh bộ sưu tập này với hàng loạt chiếc siêu xe sang của một thiếu gia Ả Rập. Theo đó, xe sang mà Quốc Cường sở hữu không hề thua kém vị thiếu gia Trung Đông nọ. Không chỉ yêu thích siêu xe, thiếu gia phố núi còn sở hữu những mẫu xe siêu sang như chiếc Rolls-Royce Crest chính hãng có giá khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu trang bị thêm vài phụ kiện bespoke, giá xe tầm 21 tỷ đồng. Xe sở hữu động cơ V12 và hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất tối đa 624 mã lực tại 5.600 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 800 Nm. Ngoài những siêu xe và xe siêu sang, Quốc Cường còn sở hữu chiếc SUV Mercedes G55 AMG hay S500 độ body kit. Thứ hai là Phan Thành, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1989. Phan Thành là cái tên không hề xa lạ với thú chơi siêu xe bằng việc liên tiếp gia nhập vào bộ sưu tập những siêu xe thuộc hàng hiếm, số lượng có hạn tại Việt Nam. Phủ sóng trên trang cá nhân của anh chàng thiếu gia này, hình ảnh về những chiếc xế khủng từ thương hiệu Bentley, Lexus GS570, Ferrari 458 cho đến Rolls-Royce Phantom, gần như không có loại xe hộp thời thượng nào mà Phan Thành không có. Gần đây nhất, vào cuối tháng 6 2016, Phan Thành đã chi triệu đô khoảng 22 tỷ đồng cho chiếc Rolls-Royce Crest màu đen bạc. Trước đó, hồi đầu tháng 6, Phan Thành đã mua McLaren 650 đô la Spider khoảng 19 tỷ đồng và sau đó là Ferrari 488 có giá trên 14 tỷ cho cậu em trai Phan Hoàng của mình. Với sự góp mặt của bộ ba BMW i8, Lamborghini và Huracan và Ferrari F13 Bellinetta, dàn xếp khủng của đại gia Phan Thành dự đoán tổng giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng. Tiếp theo là Minh Nhựa. Chỉ bằng hình ảnh Bugatti Veyron độc nhất vô nhị ở Việt Nam, người ta ngay lập tức nhận ra gara xe kia là của Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, còn được biết đến với biệt danh là Minh Nhựa. Sự xuất hiện của ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron Lamborghini Murcielago 674SV Murcielago LP640 màu xanh cốm, Ferrari 458 Italia Lamborghini Aventador LP700, khiến nhiều người phải ghen tị với bộ sưu tập siêu xe của chủ nhân gara này. Riêng hai siêu xe hàng độc Bugatti Veyron và Murcielago 674SV cũng đang ngốn chủ nhân khoản tiền là 3,5 triệu đô, gần 70 tỷ đồng. Chiếc Lamborghini Murcielago LP674SV của Minh Nhựa về Việt Nam vào cuối tháng 10 2010 là chiếc LP674SV duy nhất Việt Nam cho đến nay. Xe mang biển số 56S4646, trùng với số thứ tự 46 trên tổng số 186 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Theo tính toán, chiếc Lamborghini Murcielago LP6704SV có giá trị lên đến 1 triệu đô la sau khi ra biển số trắng và chịu mọi loại thuế.
Thứ tư là ông chủ cà phê Trung Nguyên. Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch công ty cà phê Trung Nguyên, chơi siêu xe rất kín đáo. Tuy nhiên, ông cũng đang sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng thứ hai Sài Gòn hiện nay, với khoảng 20 siêu xe độc và hiếm ở Việt Nam. Theo giới thạo tin, bộ sưu tập siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ đứng sau bộ sưu tập của chồng đại gia Minh Nhựa về đồ hành tráng tại Việt Nam. Hiện ông chủ cà phê Trung Nguyên đang sở hữu cùng lúc 6 chiếc siêu xe Ferrari khác nhau, bao gồm 458 Italia, 458 Spider, 599 GTB, F430 California thế hệ cũ và California T2015. Đại gia Trung Nguyên đồng thời là người đầu tiên tại Việt Nam cùng lúc sở hữu 6 siêu xe Ferrari. Ngoài 6 chiếc này cùng Mercedes-Benz SLS AMG, trong gara của ông chủ cà phê Trung Nguyên còn có những siêu xe nổi bật không kém như Audi R8 V8, Maserati Gran Turismo hay bộ đôi Aston Martin DB9 Coupe và Volante. Một điểm đáng chú ý là vị đại gia này còn sở hữu chiếc xe thể thao hàng hiếm Mercedes-Benz SL63 AMG, vốn chỉ có 2 chiếc tại Việt Nam. Chưa hết, ông chủ cà phê Trung Nguyên còn có niềm đam mê với những chiếc xe siêu sang như là Rolls-Royce Phantom và Bentley Mustang. Theo giới thạo tin, chiếc Bentley Azure độc đáo nhất tại Việt Nam trong bộ màu áo vàng cát cùng mũi nỉ màu xanh dương nổi bật cũng thuộc sở hữu của đại gia này. Thứ năm là Hiệp Ga. Từ năm 2015, đại gia Hiệp Ga bất ngờ nổi danh Đức Bắc vì cho dàn siêu xe phơi nắng giữa khu nội thành Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại gia bí ẩn này là ông chủ trong lĩnh vực kinh doanh khí ga, tên tuổi gắn liền với nhiều sự kiện xe nổi tiếng trong nước như hành trình Caravan Vũng Tàu, hành trình siêu xe từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Dàn siêu xe gần 20 chiếc trong gara của Hiệp Ga khiến ai cũng ngạc nhiên. 6 chiếc trong số đó được đóng theo cặp, bao gồm bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago LP460 màu cam và màu đen, hai xe Aston Martin Rapide, cặp đôi Combo Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và hai chiếc Rolls-Royce Ghost. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.